Hướng dẫn học Pháp Luân Công ngay tại nhà. Bạn đã biết đến Pháp Luân Công, bạn cũng biết rằng Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và tinh thần và được nhiều chuyên gia đầu ngành cả trong lẫn ngoài nước đánh giá rất cao. Bạn đang muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì, cũng như cách để bắt đầu tập Pháp Luân Công như thế nào. Tất cả thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Vì vậy, đừng rời khỏi màn hình, Quy Kỳ Tri Thức sẽ không để bạn phải chờ lâu. Có hai cách mà các bạn có thể thực hiện để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Cách thứ nhất, các bạn có thể vào YouTube, gõ từ khóa Quy Kỳ Tri Thức trên thanh tìm kiếm, chọn tiếp vào logo của kênh và xem các video mới nhất. Cách thứ hai đơn giản hơn, các bạn chỉ cần nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn tiếp vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo ngay khi video mới nhất được xuất bản. Đồng thời, việc đăng ký của các bạn cũng giúp chúng tôi tăng thêm động lực để làm ra nhiều video hay và bổ ích hơn nữa để gửi tới các bạn mỗi tuần. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì và bắt đầu tập Pháp Luân Công như thế nào. Để tiện cho việc theo dõi của quý vị và các bạn, video này sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần giới thiệu khái quát về Pháp Luân Công, lịch sử phát triển cũng như các đặc điểm chính của Pháp Luân Công. Phần thứ hai là phần hướng dẫn chi tiết các bước cơ bản để các bạn có thể bắt đầu bước vào tập Pháp Luân Công ngay tại nhà một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Ngay cả khi bạn chưa biết gì về Pháp Luân Công thì bạn vẫn có thể bắt đầu tập Pháp Luân Công ngay sau khi xem hết video này. Vì vậy, mong rằng quý vị và các bạn có thể tập trung và xem kỹ từ đầu đến cuối video này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì. Định nghĩa một cách khái quát, Pháp Luân Công là môn khí công cổ truyền được phổ biến ngoài xã hội bắt đầu từ năm 1992 tại thành phố Trường Xuân. Và sau hơn 26 năm phát triển, Pháp Luân Công hiện nay đang là môn khí công phổ biến nhất thế giới, có mặt tại hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội thực hành mỗi ngày. Có 3 đặc điểm nổi bật ở Pháp Luân Công khiến môn khí công này được yêu mến trên toàn thế giới. Thứ nhất, Pháp Luân Công thân thiện, dễ học và hoàn toàn miễn phí. Tất cả các tài liệu hướng dẫn đều có sẵn trên Internet, chúng ta chỉ việc xem và tự học thôi. Người tập cũng không cần xin phép, không cần đăng ký, không bị ai quản lý cũng như không bị bắt buộc thực hiện bất cứ hình thức nào. Bạn có thể tự tập bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và nghỉ tập bất cứ khi nào bạn muốn. Nói một cách dễ hình dung thì việc tập Pháp Luân Công cũng như việc chạy bộ, tập thể thao hay tập dưỡng sinh vậy, không có bất cứ hình thức tổ chức hay quy định ràng buộc nào cả. Đặc điểm thứ hai ở Pháp Luân Công khác biệt so với nhiều môn khí công khác. Pháp Luân Công kết hợp cả việc rèn luyện động tác, nâng cao sức khỏe thể chất với việc đề cao tâm tính, coi trọng đạo đức và nâng cao sức khỏe tinh thần. Vì vậy, người tập không chỉ đạt được thân thể khỏe mạnh về thể chất mà tuyệt vời hơn, họ còn đạt được sự vui vẻ và nhẹ nhàng cho tinh thần. Đặc điểm thứ ba, Pháp Luân Công vừa là tinh hoa khí công cổ truyền phương Đông, vừa phù hợp với các lý luận khoa học hiện đại phương Tây. Các bài giảng của Pháp Luân Công tuy rằng nói về các nguyên lý đạo đức cổ truyền, chân, thiện, nhẫn, vốn là giá trị phổ quát của nhân loại qua hàng nghìn năm, nhưng lại được giải thích một cách logic, dễ hiểu thông qua ngôn ngữ khoa học hiện đại. Các bài tập của Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý của khí công cổ truyền, lý thuyết kinh mạch của y học Đông Phương, nhưng cũng rất phù hợp với các lý luận và nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Phương. Tất cả điều đó làm cho Pháp Luân Công vừa mang màu sắc cổ truyền, vừa khoa học và phù hợp với con người hiện đại. Bên trên là ba đặc điểm nổi bật của Pháp Luân Công. Tiếp theo đây sẽ là phần hướng dẫn chi tiết các bước cơ bản để chúng ta có thể bắt đầu tập Pháp Luân Công ngay tại nhà. Việc học Pháp Luân Công bao gồm hai bước. Một là học các bài công pháp, hai là học nguyên lý đạo đức, chân, thiện, nhẫn thông qua các sách và bài giảng của thầy Lý Hồng Chí. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước thao tác để xem các tài liệu hướng dẫn ngay trên chiếc điện thoại của bạn. Lưu ý là các bạn nên xem kỹ hết một lượt rồi mới bắt đầu làm theo nhé. Bạn cũng có thể nhấn vào nút tải video trên YouTube để tải luôn video về máy. Để trong lúc bạn thực hành, nếu quên ở chỗ nào thì các bạn có thể bật video lên và xem lại một cách nhanh chóng. Trên màn hình của chúng ta bây giờ là giao diện khi các bạn đang xem video này. Các bạn di chuyển xuống đến phần nhận xét, các bạn sẽ nhìn thấy một đường link mà tôi để sẵn ở đây. Đường link dẫn đến trang web chính của Pháp Luân Công, trang web pháp luân.org, nơi chứa đầy đủ các tài liệu hướng dẫn của Pháp Luân Công. Chúng ta sẽ click vào đường link này nhé. Đây là trang chủ của website pháp luân.org. Trang web bao gồm 3 mục chính. Một là mục sách và kinh văn, nơi chứa các sách và bài giảng qua các năm của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Mục thứ hai là video và audio, chứa các bài giảng, video hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công. Cuối cùng là mục liên lạc, để chúng ta có thể tìm thấy số điện thoại của những tình nguyện viên hướng dẫn và hỗ trợ miễn phí tại các tỉnh thành ở Việt Nam và các thành phố lớn ở trên thế giới.
Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục sách và kinh văn. Đối với người mới thì chúng ta chỉ cần chú ý đến hai quyển sách căn bản nhất là quyển Chuyển Pháp Luân và quyển Pháp Luân Công. Các bạn nên đọc quyển Pháp Luân Công trước nhé. Để đọc sách thì chúng ta chỉ cần lít vào tên sách rồi chọn tiếp vào định dạng sách. Ở đây chúng ta sẽ xem ở định dạng bản đọc trực tuyến trên trang web. Đây là mục lục của quyển Pháp Luân Công. Quyển sách gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu về khí công nói chung. Chương 2 nói riêng về các nguyên lý và đặc điểm của Pháp Luân Công. Chương 3 nói về việc đề cao tâm tính và đạo lý làm người tốt. Chương 4 là hướng dẫn cách tập các bài công pháp có kèm theo hình minh họa. Chương 5 là phần giải đáp thắc mắc của học viên. Sau khi đã đọc xong quyển Pháp Luân Công và hiểu được sơ lược về môn tập này, chúng ta sẽ đọc tiếp quyển Chuyển Pháp Luân. Đây là cuốn sách chính và quan trọng nhất của Pháp Luân Công. Dù là người mới học hay là người học lâu năm thì cũng đều nên đọc quyển sách này đều đặn mỗi ngày. Chúng ta cũng thao tác tương tự, click vào tên sách rồi chọn định dạng trực tuyến. Quyển Chuyển Pháp Luân có 9 chương tương ứng với 9 bài giảng. Các bạn nên đọc kỹ từ đầu đến cuối và đọc đi đọc lại nhé. Trong quá trình đọc, nếu có phần nào đó khó hiểu thì các bạn cũng không nên bỏ qua mà nên đọc hết, không bỏ sót phần nào. Dần dần sau nhiều lần đọc đi đọc lại, các bạn sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của phần đó. Kết hợp với việc đọc sách, chúng ta cũng cần học các động tác luyện công trong một video và audio. Môn này có 3 phần nhỏ. Phần thứ nhất là nhạc luyện công. Ở một video bên dưới, các bạn click vào biểu tượng phát video và xem tài lý Hồng Chí hướng dẫn luyện 5 bài công pháp. Trong đó, 4 bài đầu là bài tập ở tư thế đứng và bài thứ 5 là tập ở tư thế ngồi thiền. Các bạn nên xem kỹ các hướng dẫn và làm theo nhé. Sau khi biết được cách tập các động tác, tiếp theo các bạn cần tải nhạc luyện công về máy để nghe lúc tập các bài công pháp. Ở mục audio, các bạn click vào cột tiếng Việt, chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm rồi click vào tải xuống là đã tải được nhạc luyện công của bài thứ nhất. Lặp lại thao tác đó với 4 bài còn lại. Các bài nhạc tập sẽ có tên lần lượt là A1, A2, A3, A4 và A5 sau khi các bạn tải về điện thoại của mình. Bên dưới phần nhạc luyện công là phần chính bài giảng, gồm video và audio chính bài giảng của thầy Lý Hồng Chí. Nội dung tương tự như trong sách Chuyển Pháp Luân, các bạn có thể xem và nghe kết hợp với việc đọc sách. Trong quá trình tự học, đa phần chúng ta sẽ gặp một số khó khăn hay có điều không hiểu. Hoặc khi bạn cần mua sách hay tìm điểm hướng dẫn gần nhà, các bạn cũng có thể tìm đến các tình nguyện viên để nhờ họ hỗ trợ miễn phí bằng cách chọn vào phần liên lạc và gọi đến các số điện thoại ở bên dưới. Hoặc bạn cũng có thể vào Facebook tìm đến trang Khỏi Bệnh Thần Kỳ Tâm Tính Đề Cao Nhờ Tu Luyện Pháp Luân Công. Click vào mục gọi ngay hoặc mục tin nhắn để liên lạc với các admin của trang và nhờ họ hỗ trợ. Bạn sẽ được giúp đỡ tận tình và hoàn toàn miễn phí. Bên trên là những bước thao tác đơn giản để chúng ta có thể có được những tài liệu để bắt đầu tự học Pháp Luân Công ngay tại nhà. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn có thể bước vào Pháp Luân Công một cách nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút like và chia sẻ đến người thân và bạn bè. Đồng thời mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ các bạn có thể để lại ở phần bình xét bên dưới. Cuối cùng, quý khí trí thức xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.